em thấy em lớn tuổi và em cũng muốn có người bạn gái để bầu bạn tới tuổi già. Đúng rồi. Thôi, anh thấy là bây giờ mình không cần phải nói chuyện tình yêu gì nữa trơn, bởi vì hai người cũng đã trễ rồi, cũng lớn rồi, mà cần gấp luôn. Đúng rồi. Bây giờ quyết tâm đi. Bấm nút đi. Bấm nút đi. Mời nhà trai. Rồi, mời anh ngồi. Mời nhà gái. Ngồi đi em. Thôi, xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào bạn em. Gái bên kia cùng quý khán giả đang có mặt trong phòng quay. Em tên Võ Phương Mỹ, sinh năm 1970. Hiện em ở Bình Thạnh. Quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh. 70 là hôm nay là 50 tuổi. 50 tuổi rồi. Còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên bạn trai bên kia. Em tên là Đặng Vũ Mỹ Duyên, em sinh năm 1974. Em ở quận Tân Phú. Hiện giờ thì em đang làm kế toán. Rồi em nói về về mình một chút xíu đi. Dạ, ưu điểm của em thì em chân thật, tính chung thủy, em vui vẻ dễ hòa đồng. Điểm yếu của em thì em cũng hơi nóng tính, đi em nhát trai. Em nhát trai hả? Trai dễ thương vậy có gì đâu vậy? Nhưng mà giống như em thích cái người nào á, cái tự nhiên em cúp điện. Thành ra bây giờ em mới lên chương trình, nhờ chương trình gãi gấp giùm em. Để đó tụi chị lo. Rồi còn bạn bên kia. Dạ, ưu điểm em là hiền chân thật, chăm chỉ và có trách nhiệm. Điểm yếu em là hơi chậm và ít nói. Hơi chậm ít nói, thoải mái lên nào. Dạ. Thoải mái lên. Hát bài nào đó đi cho nó thoải mái, nó sung lên coi. Dạ, bài Sai Lầm của anh. Hồi đó về sai lầm nhiều lắm hả? Dạ, không. Thôi, bắt đầu, 2, 3. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đời mới. Còn muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà anh còn chưa nói. À, đó, đó. Xỉu luôn rồi trời ạ. À. Chào em. Dạ. Em ơi. Dạ. Thôi qua đây coi sao làm gì hồi hộp chào dữ chị vậy. Hồng Vân. Ừ, sao hồi hộp vậy? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình. Em chưa có mối tình. Em chỉ tình đơn phương với tình bạn bè. Trời ơi. Tình đơn phương thôi. Dạ, tình đơn phương được bao nhiêu năm? Cũng 2 năm rồi. Rồi 2 năm là coi như em dứt luôn. Dạ. Ừ, không còn đơn phương người ta nữa. Dạ dạ. Đúng không? Trời ơi, 70 mà không có mối tình nào hả? Dạ. Bây giờ cái mối tình đơn phương đó cũng không có nói được gì luôn. Dạ. Có bao giờ nắm tay con gái chưa? Cũng có. Có cảm giác gì không? Thì cũng có cảm giác rung động nhẹ nhẹ. Rung động nhẹ nhẹ. Dạ. Mà chuyện đó cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng 10 năm. 10 năm lúc dạ. Đó là em 40 tuổi. Dạ. 40 tuổi mà em vẫn nhát như vậy luôn á hả? Dạ. Con này nhát quá, thoải mái lên nào. À, tụi anh nói như thế để gọi là cho bạn mở lòng ra ha. Đúng bạn rồi. Nói nhiều hơn nữa để đúng ta rồi. Hiểu bạn nhiều hơn thôi. Đúng rồi. Bạn ở nhà với ai? Nhà em ở mẹ với ba chị lớn. Ba chị lớn, nhà có con trai không? Có con trai mà em út. Có gia đình hết có, chưa? Có gia đình rồi. Rồi. Mình ở với mẹ, mẹ có mong muốn lấy vợ không? Dạ cũng muốn em có vợ. Thôi cố gắng lên ha. Dạ, bây dạ. Giờ mình hỏi để bên kia người ta hiểu hơn với mình nha. Ừ. Dạ. Để coi đàn gái coi. Bây giờ mối tình anh Quyền Linh. Rồi chào em gái. Dạ. Hỏi tình duyên của bạn. Mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Em chưa có mối tình. Đứng hình nữa. Em có đơn phương không? Dạ có. Có đơn phương. Có nắm tay đàn ông chưa? Dạ có. Có hôn đàn ông chưa? Dạ chưa. Chưa có cảm giác nụ hôn đầu tiên luôn. Dạ chưa. Hai người này lạ ta. Là coi như hai người này là nếu gì chưa đập thùng đó, hàng còn nguyên thùng đó phải không? Cả hai đều trinh nguyên. Chà mệt á, mệt á. Bởi vì họ nhát quá. À, bây giờ em muốn cái người yêu lý tưởng của em, cái mẫu hình như thế nào? Là mẫu người đàn ông của gia đình anh. Đây là gia đình đó, đây là chăm sóc bảo đảm với em luôn. Đây là rất nhẹ nhàng, có thể chăm sóc rất là kỹ luôn á. Có việc làm ổn định. Việc làm ổn định. Ổn định không? Dạ em ổn định. Rồi, ổn định luôn. Anh thấy là anh này là được đó. Dạ. Dạ. Em dạ, em nói là em có một lời hứa là em hứa bố mẹ em là em nợ bố mẹ em một chàng rể. Ừ. Mà bố mẹ em bảo là đợi lâu quá, nhanh nhanh lên mẹ đợi không được nữa đâu. Và cuối cùng là em đã thất hứa.
Trời ơi, thấy thương không? À, em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Là bạn gái đó hiền đảm đang. Hiền đảm đang. Dạ, có trách nhiệm với gia đình. Quá trách nhiệm luôn. Dạ. Ừ. À, có lòng trung thủy. Đây là trung thủy đó, ta ở tới giờ này là trung thủy lắm rồi đó. Đâu, bạn vừa khẳng định là bạn trung thủy mà. Ừ, đây là hết cỡ trung thủy luôn rồi đó. Dạ. Tới giờ mà chưa có bồ là dữ lắm rồi đó. Dạ. Giờ cũ này hiếm lắm, còn gì nữa. Dạ. Hả? Vậy là được rồi đó. Vâng, nghĩ là hai bạn này phải cho hai bạn gặp nhau đúng rồi. Nhiều đi và dành thời gian riêng cho hai bạn nhiều. Thành ra bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình trước đi. Em đi với lại anh em. Rồi, chào anh. Xin chào khán giả trong trường quay cũng như là khán giả đang coi chương trình. Xin chào hai MC. Xin chào chàng trai bên đây. Tôi là anh cô cậu của Mỹ Duyên. Thì Mỹ Duyên thì nãy giờ nói thì chắc mọi người cũng biết rồi. Và khi mà đã quen biết rồi thì nó rất là quậy. Nhưng mà tới một cái môi trường lạ thì nó lại nhát. Còn nói về chàng trai bên này á, đây là một người đàn ông chân phương, chân chất, riêng đối với anh ha, riêng đối với anh, trước mắt anh Duyệt. Và nhân đây thì tôi cũng xin có lời cảm ơn chương trình đã tổ chức ra cái buổi gặp mặt như vậy để giúp đỡ cho rất nhiều bạn. Và hôm nay chúng tôi vui mừng vì chính em chúng tôi cũng được chương trình tạo cơ hội. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chàng trai đi với ai? Đi với người em đồng nghiệp làm chung công ty. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân cùng toàn thể quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp lâu năm với anh Mỹ. Dạ, còn nếu nói về anh Mỹ thì nếu mà ưu điểm thì em chỉ nói gọn gọn thôi. Hiền, rất rất hiền. Dạ, còn bên chị cùng chơi thì em thấy chị cũng được gia đình ủng hộ nhiều. Thì em cũng mong muốn là hai anh chị sẽ tạo điều kiện cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn, đồng cảm với nhau và cùng nhau đi đến cái kết tốt đẹp nhất. Dạ, em xin cảm ơn chương trình. Rồi, bây giờ hai bạn chuẩn bị nha. Chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Cố lên, mở rào. Bắt đầu đi Mỹ. Chào Duyên, dạ. Có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Chai nước hoa của nữ. Dạ. Một cái cân mini. Dạ. Dùng để đi chợ khi kiểm tra hàng mình mua cho có đủ khối lượng. Dạ, dạ cảm ơn anh. Anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng có một món quà tặng anh, hy vọng là món quà này anh thích. Nếu như mà anh không vừa thì em sẽ giúp anh ôm bớt. Hoặc là nếu mà anh mặc rộng quá, em sẽ chăm anh để anh có cơ hội anh mặc vừa áo. Cảm ơn em. Áo dạ, cảm ơn. Hỏi ra coi cái màu có phù hợp không? Ồ, cái màu ngọt ghê luôn á. Rồi, để đây đi mà Mỹ. Hai Mỹ với Duyên, mình cảm nhận về nhau đi. Anh cảm nhận em về em thế nào? Em anh mới gặp em lần đầu thì nhìn em cũng dễ nhìn. Anh muốn hỏi là em đang làm cái ngành nào? Em thì hiện giờ là em làm ở nhà thuốc Tây. Anh là làm công nhân cơ khí cho công ty chuyên sản xuất cân. Em Mỹ Mỹ. Dạ. Có rảnh em tặng chị Vân cái cân chơi. Cái gì vậy trời, cái gia đình tôi là không có cái cân tồn tại ở trong nhà. Ai mua cân đó là tôi cất vô kho. Mà anh nghĩ Duyên, nếu mà về ở chung với gia đình anh thì chắc chị Hai rất thích Duyên. Thì chị Hai á, anh chỉ là làm điều dưỡng trong bệnh viện ung bú. Dạ. Mà chị bây giờ đã về hưu rồi. Dạ. Chị có gia đình không anh? Chị không có gia đình. À, không có gia đình. Em thì em ở với em trai. Bố mẹ em mất rồi. Em trai em thì sắp tới cũng lập gia đình. Thành ra tự nhiên em thấy em lẻ loi có mình em cô đơn chính trong căn nhà của em. Phải có, sẽ có người ở trong ngôi nhà đơn chiếc của em nha. Dạ. Là anh Mỹ đó. Dạ. Em thấy sao? Em có thể là cái người đàn ông vững chãi đó không? Em thấy em lớn tuổi và em cũng muốn có người bạn gái để bầu bạn tới tuổi già. Đúng rồi. Thôi, anh thấy là bây giờ mình không cần phải nói chuyện tình yêu gì nữa trơn, bởi vì hai người cũng đã trễ rồi, cũng lớn rồi, mà cần gấp luôn. Đúng rồi. Bây giờ quyết tâm đi. Bấm nút đi. Bấm nút đi ha. Nha. Được không? Bấm không? Dạ bấm. Bấm vào đây bấm, còn bên kia biết bấm hay không? Có bấm không? Dạ, em bấm. Rồi đó, bên này ta bấm, bên đây bấm luôn rồi. 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 Tôi không hỏi cần thủ tục. Thì tôi không bấm cái vô màn hình để bấm đi, bấm đi, bấm đi. Đây 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 đây. Hỏi thủ tục mặt. Cặp này là phải làm nhanh. Đúng rồi, quá trời rồi. Mà càng nhanh càng tốt, không có thủ tục gì nữa trơn á. Dạ. Ha, nó nắm liền thấy không? Cậu vô nhào vô nắm liền luôn.
Hùng cái lấy tinh thần thôi. Hùng hai bên luôn. Đó. Anh nào bây giờ là đứng nè. Hai người ôm nhau chặt cái coi, trời ơi 50 năm rồi. Đứng đây nè. Đừng có ngại rồi. Ôm vô, ôm chặt vô. Rồi, miết vô Hùng. Đó. Chặt luôn, để đó, để Nguyên, để quá. Trời, nắm hoài không buông luôn ha. Không buông mà, không thấy, buông. Thấy sao, cảm giác sao? Dạ, cảm thấy ấm áp. Đó. Cuộc sống phải cần ấm áp thế này nha. Rồi, dạ. Chúc mừng hai em. Dạ. Nha. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Em nói gì với bạn gái đi. Anh hứa suốt đời chung thủy với em. Vậy đó. Sớm tổ chức đám cưới với em. Cảm ơn anh. Dạ. Chúc dễ hòa đồng với mọi người, không hút thuốc cũng không uống rượu bia. Cái này là gì em hay bị quên lắm. Em bạn bè hay gọi là nam cá vàng á. Chị nếu mà nóng tính nhất thì anh làm gì anh? La đây em. Đừng quýnh anh nha, em sợ quýnh đúng không ạ? Không có cái tiêu chí là suy nghĩ là nghĩ đến vấn đề bạo lực. Nào xin mời nhà gái. Mời đi Tinh. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi bạn. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh và xin chào bạn nam bên kia. Em tên là Hoàng Thị Thanh Tâm, sinh năm 1992 và em đến từ Đồng Nai và công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp chính của em là nhân viên kế hoạch ạ. Bạn nam thì sao? Em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Rồi chào em. Em tên là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1990, quê quán ở Đồng Nai. Hiện tại thì em đang là nhân viên kinh doanh bán thiết bị công nghiệp cho công ty Hưng Phát. Em làm ở đâu em? Dạ, em làm ở quận 9 ạ. Quận 9 hả? Dạ vâng ạ. Là cũng trên Thành phố Hồ Chí Minh luôn và hai bạn cũng là đến từ Đồng Nai, có nghĩa là bạn đang sinh sống ở Đồng Nai hả? Dạ, hiện tại em với gia đình cũng chuyển lên quận 9 rồi ạ. Cũng sát bên nhau mà. Dạ. Không có lo điều đó ha. Dạ vâng. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì hiền. Dễ hòa đồng với mọi người. Không hút thuốc cũng không uống rượu bia. Em có tật xấu gì không? Dạ em thì hơi nóng tính ạ. Anh cho em hỏi xin, nếu mà nóng tính nhất thì anh làm gì anh? La đây em. Anh nóng tính là la dữ lắm luôn. La lên thôi chứ anh cũng không có để bụng. Đừng có quýnh anh nha, em sợ quýnh lắm ạ. Đối với phụ nữ hay là trẻ em rồi thì anh cũng không có cái tiêu chí là suy nghĩ là nghĩ đến vấn đề bạo lực. La là cho nó hết thôi chứ la không ai cũng hay đâu. Yên tâm mà. Bạn nữ nè, bạn nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi. Em cũng có biết nấu ăn nữa, một chút nấu ăn. Em cũng yêu động vật và yêu trẻ con. Em cũng có thể nói chuyện được với cả người lớn nữa. Còn điểm yếu thì cũng nhiều lắm. Cái việc nhỏ nhặt như là chìa khóa hay là gì em hay bị quên lắm. Nên bạn bè hay gọi là não cá vàng á chị. Dạ. Não cá vàng. Dạ. Não cá vàng là một cái từ rất là dễ thương á. Của tụi teen bây giờ đó Vân, không có gì đâu. Em trai. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, thì ngày xưa thì em có một mối tình. Còn bây giờ không có đúng không? Bây giờ không có. Mối tình đó lâu không? Cách đây gần 3 năm rồi. Em quen nhau khoảng 1 năm. Có sâu sắc lắm không? Nói chung là em quen trong quá trình 1 năm đó thì hai người cũng không có tương đồng quan điểm ấy. Thì dẫn đến là bọn em là chia tay ạ. Còn em thì sao? Dạ thì em nghe anh bên kia thì em thấy em cũng na ná giống vậy luôn á. Dạ. Có nghĩa là có mấy mối tình rồi? Một mối tình đơn phương. Dạ thì lúc đó em nói chung là cũng trẻ trâu lắm, cũng mạnh dạn tưởng người ta thích mình, ảo tưởng sức mạnh cái tỏ tình không thất bại. Thất bại. Dạ. Anh Đăng Phương. Thôi pass qua đi, pass qua cái dạ, đó đi. Ừ. Còn mối tình thứ hai thì cũng có tiến tới là có thành một đôi luôn á. Nhưng mà bao lâu trong bao chỉ lâu? Được có 3 tháng. 3 tháng thôi hả? Dạ. Lý do chia tay? Dạ, lý do thì lúc đó em về em có báo bố mẹ, tại thực sự cũng là vui tại vì lâu rồi. Nhưng mà tại vì anh nó bên đạo và bố mẹ em thì lại không thích bên đạo. Nên lúc đó em nghe lời bố mẹ nên cũng là chia tay. Dạ chia tay. Là bao lâu rồi cưng? Năm 2017 ấy. Ồ, bạn kia cũng 3 năm đó. Có vẻ đi lạc hơi bị lâu á. Bữa nay hết lạc rồi ha. Dạ. Gặp nhau biết đâu chúng ta sẽ cùng đồng điệu và phát triển cái mối quan hệ đó trở thành một cái hạnh phúc của riêng mình nha. Dạ. Bạn trai bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao khoảng độ 1m58 đến 1m6. Rồi. Anh 1m55 được không anh? Được ạ. Cái đó là người ta chỉ ước cái này mơ là thôi ước mơ. Ha. À. Gặp mà thương nhau 1m51 cũng được. Dạ 49 cũng được. Rồi, gì nữa em? Dạ tính tình hiền lành, có một số tài lẻ như nấu ăn, đi làm á, cả ngày đi làm mọi người ăn cơm ở ngoài á. Thì em cũng muốn có một cái bữa ăn gia đình buổi tối. Dạ. Em cũng thích nấu ăn. Dạ, chào em. Chào anh. Trời ơi, dễ thương quá. Em có cần bạn gái em phải đẹp. Da trắng. Dạ không, da em cũng ngâm mà chị. Thì đó em cứ được quyền ước mơ. Cũng nhìn qua chị Hồng Vân thì chắc bạn đó cũng trắng lắm, trắng. Trắng hồng. Trắng hồng. Trắng chứ không có hồng. Nên mình trắng hồng tại mình đánh má hồng đó cưng. Dạ.
Còn em sao nè, em mình dùng cái bạn nam bên đây sao? Mọi người lý tưởng của em á, em mong là anh ấy cao hơn em, cao khoảng 1m68 trở lên. Khuôn mặt thì nhìn hiền lành và chín chắn. Dạ, được vậy là được rồi ạ. Như thế là được rồi đúng không? Dạ. Bên đây hiền lành, tốt tính. Bên đây cũng rất là tốt tính, hiền lành. Bên đây hơi la sảng. Nóng trên la nãy mới nói mà. Gào lên là hết rồi. Gào lên là hết chị. Ừ. Không chưa có đầy bụng. Khi gào 2-3 lần mới hết. Rồi, để tôi qua tôi coi đàn gái coi sao nha. Dạ, em chào đàn gái dễ thương. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Đừng gia trưởng. Gia trưởng? Dạ. Hiền khó gia trưởng lắm. Nhưng mà đừng có hiền quá, mình vẫn phải có chính kiến hoặc là mạnh mẽ trong những trường hợp để có thể mà em có thể dựa dẫm. Vai bạn này chắc nịch à, em yên tâm. Bạn yên tâm đi, nói chung là nhìn bạn này rất là có duyên ha. Anh là con trai mà anh nhìn bạn này anh có cảm tình đó. Dạ. Ha. Anh cũng hay nhìn trai có cảm tình đó. Biết nhiều lúc coi lại anh cong hơi thẳng nữa. Anh đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi đến với lại em họ của em và hai người bạn thân của em. Bây giờ nhà gái có ý kiến xem nào? Dạ, con xin chào chú Quyền Linh ạ, chào cô Hồng Vân và chào anh bên đây với cả tất cả khán giả ở trường quay ạ. Từ em xem từ đầu chương trình tới giờ thì em cảm thấy anh bên đây thì rất là hiền lành, vui vẻ, thân thiện, có nét tương đồng với chị em. Bởi vậy nên là em mong là sau chương trình thì hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Em rất mong là có một happy ending ạ. Cảm ơn. Hay quá. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và toàn thể công ty ạ. Chào chương trình ạ. Tôi tên là Bùi Thị Sinh, tôi là mẹ cháu Thành. Cháu này thì bác nhìn thì cũng xinh, hiền lành, dễ thương. Thôi thì mong hai cháu cho nhau một cơ hội bấm nút ạ. Dạ, rồi cảm ơn mẹ. Mẹ hiền với thằng ha. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Nói rồi đó. Bình tĩnh. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rồng, ta yêu em qua đông tàn ngày tần. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao. Ta ngồi đếm bên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Hôm nay thì anh có duyên nhờ chương trình được gặp em. Con gấu da nó cũng giống da anh mà nó cũng mập như anh. Cho nên anh quyết định anh chọn cho em thì hy vọng là chắc chắn là chúng ta có cơ hội là bấm nút và có cơ hội tìm hiểu nhau. Cho nên anh hy vọng là con gấu này thì nó sẽ là người bạn đồng hành với em là trong cái thời gian mà ví dụ như không có anh bên cạnh. Dạ. Trời ơi, đáng yêu quá. Dạ, em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Cảm ơn. Đây, anh có thể mở ra xem được không ạ? Dạ, anh có thể... Dạ, trùng hợp là... Rất là đẹp ạ. Cũng là con gấu luôn. Dạ. À, đây... con gấu luôn hả? Dạ, hình dạ, con gấu. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Con gấu bên kia là Tan và con gấu này đó chị ông Quanh. Dạ, cái này thì em tặng là với mục đích là anh sẽ sử dụng nó hàng ngày, giống như là uống nước, để mỗi lần mà anh nhìn thấy nó thì anh có thể nhớ ý tới là em được người tặng. Chắc chắn. Hai bạn này có nhiều cái đồng điệu ghê đó, thật sự. Bạn trai tặng gấu to, còn bạn nhỏ tặng gấu nhỏ, ý là muốn có con gấu con. Không biết là trong tưởng tượng của em thì khi mới gặp anh như thế nào? Dạ thì đúng là mọi người nhận xét đúng là anh nhìn rất là có duyên, có khá cảm tình với anh. Tại vì anh nhìn khá là hiền và em thích những người như vậy. Chắc chắn là anh sẽ không hiền quá. Đúng rồi, dạ, em những lúc nào mình cần gồng là mình phải gồng lên. Dạ. Quan điểm của em trong tình yêu như thế nào? Duyên đến thì do trời, nhưng mà bên nhau thì là do người. Có nghĩa là ông trời đã cho mình cái cơ hội mình gặp nhau, nhưng mà mình có ở lại với nhau, mình có bên nhau được hay không á thì là do tình cảm và do tính cách của mình muốn nữa. Em rất là tâm đắc cái câu đấy. Dạ. Tiêu chí của anh thì ví dụ như quen mà chúng ta hẹn hò mà thấy hợp tính, đến được với nhau thì trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm. Anh cũng không biết là tương lai thì có tạo cho em một cái cuộc sống giàu sang hay không. Dạ. Nhưng mà anh chắc chắn anh sẽ bảo vệ em. Trời ơi. Câu chốt hạ. Anh sẽ che chở em. Còn gì để nói nữa. Anh sẽ bảo vệ được em là chốt hạ. Còn quan trọng suy nghĩ của bạn gái, bạn sẽ trả lời bằng nút bấm. Dạ. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. Bởi vì á, mình thấy ở đây rất là hợp lý luôn. Hai bạn rất là hợp với nhau. Nào, để tay vào nút bấm.
Nếu các bạn quyết định thì sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ bấm nút. Nếu không quyết định không cần bấm. 1 2 3 Bấm rồi. Trời ơi giật mình. Bấm mà không ăn. Không bấm chậm vậy. Em bấm mà không có ăn. Hả? Em bấm mà không có ăn đúng không? Bấm mà nó không có vô luôn á. Hãy nắm tay nhau và bạn gái muốn tặng gì đó. Dạ. Nắm tay nhau chặt vào. À, dạ, tại em cũng có chuẩn bị một món quà tinh thần cho anh. Đó là một điệu nhảy. Dạ, nhưng mà có thể cho em tháo giày đúng không? Tại vì cái nhảy tháo đi, em tháo đi, miễn em nhảy đẹp thôi. Trời đất ơi, ôi trời ơi. Còn biết tháo không đó? Tháo được mà có ráp được hay không mới quan trọng. Rồi cả hai đứa nó cùng không tháo được giày luôn, nó rối quá rồi. Dạ, được rồi, cảm ơn. Mang giày lại đi. Dạ. Cái này giống như cảnh trong phim Hộp Giờ Mặt Trời ấy chị. Em từng mơ đúng không? Từng mơ được, bữa nay là em có được ước mơ sự thật luôn đó. Có hoàng tử mang giày cho em rồi đó. Dạ rồi. Nắm tay nhau đi các bạn. Có gia đình hai bên đó, bạn trai nói gì đi, hứa với gia đình. Và xin phép bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau. Con xin phép cô chú, con quen một người chỉ quen một người thôi, con không có quen người thứ hai. Cho nên trong quá trình quen thì cô chú cứ yên tâm. Con hứa là sẽ bảo vệ em. Em nói gì với mẹ đi. Dạ, con chào bác. Con cũng có cảm tình lanh hành. Thì cũng mong là con cũng sẽ có một cái phúc đẹp. Dạ, con cảm ơn bác. Rồi, bây giờ Thành làm thủ tục đầu tiên đi nào. Dạ, con xin phép cô chú và xin phép em hôn bạn. Hôn đi, hôn đi. Trời ơi, vén tóc rồi ha. Vén tóc. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một tiếng nói chung. Và tất cả đều là chung hết ha. Em cảm ơn anh Quyền Linh. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng các bạn. Hôm nay thì em có đi với cái bé này là bạn em gái hỗ trợ em trong cái công việc hiện tại của tập đoàn Đất Mới. Và có một em kia là em rể của em. Là chồng của em gái của em. Và hôm nay thì em có mời được top 1 quyền lực. Top 2, top 1 đang coi TV nha. Top 2 quyền lực trong gia đình là bố em. Con chào chú. Top 1 cái nóc nhà. Dạ. Dạ, dạ video chú, của chú cầm, đâu ạ? À? Cầm video giùm con đi ạ. Dạ. Chào chú. Dạ chú chào chương trình, chào MC. Dạ. Dạ. Bây giờ chú có thể chia sẻ chút xíu về có thấy con dâu tương lai của mình. Tương lai thôi. Trước mắt đó thì chú thấy là đẹp được đẹp nhưng mà được. Cái chú thấy không quan trọng bằng nhiều, đó là sự thật. Sao giống anh quá ta. Ăn quá nhiều. Dạ. Rồi sao vợ bỏ? Thì bây giờ một người đàn ông thì bị tật nguyền thì em không thể làm được những cái việc của người đàn ông bình thường làm được. Ví dụ boxing hay là chạy bộ chẳng hạn. Đơn giản hơn là đứng lên ngồi xuống em làm không được. Thì người đàn ông bình thường làm được thì họ sẽ có động thái, họ chọn người đàn ông bình thường. Đúng rồi. Dạ. Cũng trách ha. Dạ. 170kg lết không à. Dạ đúng rồi. Thành ra không có con, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mà người phụ nữ lấy chồng cũng cần có con đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thế là chia tay. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó là nghị lực của em để em giảm cân. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ em làm chuyện đàn ông được chưa? Dạ được rồi. Vợ mình đó. Tại ba mình đi đầu mà. Ba mình làm nhiều quên rồi. Top 2. Top 2. Thì mình top mấy? Top 3. Trời ơi, còn xuống nữa. Thấy chưa, được chưa? Dạ, an tâm chưa, an tâm chưa? Rồi, ok. Giờ hai bạn tới không? Tới gia đình nè. Khúc này là khúc quan trọng lắm á. Quan trọng nè. Mình cần cảm xúc và cảm nhận đúng không?
nắm tay nhau, hãy nhìn thẳng vào đáy mắt nhau, nhìn sâu vô mắt coi nó còn gì đúng không ha. Đó rồi cảm nhận đi. À, có thể hát một đoạn bài hát nào đó để đem cái cảm xúc cũng được. Em hát thì em giúp anh, em giúp anh, anh run quá. Xe ta bon bon vào dặm đường gì đó. Vậy em hát một câu của bài Ước Gì đi. Đúng rồi, nhìn nhìn anh ấy hát, nhìn vào anh ấy hát. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Được quá chứ. Hát được Trí. Anh Trí ơi gì đó hay luôn á. Em cảm ơn chương trình. Hả? Thôi cho em về lại, anh đến luôn. Em chịu hết. Ai làm vậy? Mà anh không ăn cái đầu riêng. Cái này có. Một tháng anh có thể ăn cùng với em khoảng 5 lần. Ổn mà. Anh xả mà. Anh có thể cháy với em 5 lần trong tháng về thực phẩm. Chúng ta hòa chung với nhau thực phẩm. Nhưng mà bình thường thì xin em là cho anh nấu đồ ăn của anh. Dạ. Bây giờ nè, tôi xả hết một tháng ăn chung em luôn. Em ăn gì không ăn đó. Em muốn 170kg không? Thì ăn xong một tháng xong rồi em với anh cùng ăn kiêng giảm cân luôn á anh. Chết luôn á. Thôi em ơi, em cái này là, cái này là chị can nha. Cái này là thôi bây giờ đồ ăn của ai nấy ăn đi. Chứ em đừng có để cho anh, bây giờ mà anh mà xả ra một cái là anh trở về liền luôn á, tội nghiệp anh. Là anh ngồi đâu ngồi tại chỗ. À, đúng rồi. Lúc dạ, đó đúng rồi. Em bỏ anh. Lúc đó là bỏ người ta đi nữa. Dạ dạ, em đồng ý, em đồng ý. Nói chung là dọn lên ăn chung. Dạ. Nhưng đúng mà rồi. Đồ ăn rồi đó ăn. Đúng 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 đúng, gấp, đúng. Dạ đúng rồi. Gấp qua gấp lại được, nhưng em gấp của ông được chứ ông đừng gấp của dạ, em. Đúng, dạ, dạ đúng. Nhưng mà thật sự dạ. Ra em ăn theo cái cách nấu nướng của bên này cũng rất là tốt cho cơ thể. Dạ đúng. Tại vì hiện tại em cũng, dạ em cũng ăn theo chế độ. Nói chung là bên em cũng ăn uống theo dạng kiểu healthy chứ em cũng không ăn quá nhiều. Đúng rồi. Dạ ăn cũng ăn ít. Anh giờ chắc phải chuyển qua ăn khác quá, ăn cháo quá. Giờ chắc sẽ bắt đầu từ nó mất rồi đó. Tôi phải giảm thôi. Tôi qua thăm nhà gái coi sao. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Nãy giờ em nghe nghị lực của anh giảm cân chưa? Đúng không? Dạ. Đấy, người ta giảm cân để có tình yêu. Dạ. À, chủ yếu là như vậy. Anh có những cái sự kiên định của anh ấy. Dạ. À, em ưu điểm, khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em thì năng động, vui vẻ, rất là hài hước và luôn có suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tốt, luôn luôn suy nghĩ tích cực. Dạ. Và luôn luôn đem đến tích cực cho mọi người. Dạ. Vậy là tốt lắm. Dạ. À, em có thích người bự 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 không? Dạ thích. Thích hả? Dạ. Dạ. Đường tình duyên mình sao rồi? À, em có 2 mối tình đơn phương với 1 mối tình chính thức. Nhưng mà nó cũng không có kéo dài lâu quá. Bao lâu? Dạ mối tình chính thức thì khoảng gần 1 năm. Còn mấy mối kia chắc không chính thức chứ nó. Dạ đúng rồi. Nó nhanh lắm đúng không? Dạ đơn như một cơn gió thoảng đúng không? Dạ đúng rồi. À, nãy giờ nghe anh Trí bên kia đó, anh nói anh có gia đình rồi 4 năm mà không có con. Gặp nhau đó. Mình coi cái cảm nhận sao nè. Thì bây giờ thì thật sự ra là chỉ có nhìn thôi. Dạ. Tất cả những cái điều kiện trong tình yêu nó không còn ý nghĩa gì cả. Dạ. Nhìn thôi. Để cảm nhận là cái khuôn mặt này mình có thể chịu đựng được bao lâu. Thì anh cũng hy vọng rằng em cho anh một cơ hội. Dạ. Để có thể là kiên trì lại từ đầu. Dạ. Vượt khó lần ba. Nếu mà nói về thì em muốn hỏi anh là nếu mà tính cách của anh á thì anh có thể mô tả một chút xíu về tính cách của anh cho em hiểu được không ạ? Tính cách của anh thì cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác thôi. Dạ. Anh sợ chờ đợi. Và cái bản chất công việc của anh là nhanh gọn lẹ nữa. Và anh đã 20 năm làm việc như vậy rồi, liên tục rồi. Dạ. Thì anh nếu mà được mong muốn thì anh muốn em là nhanh nhanh chút, đừng để anh chờ lâu quá. Nhanh là khoảng bao lâu ạ? Thì tùy theo cái cảm xúc của mình thôi em ạ. Dạ. À, nhà trai giới thiệu về mình. Dạ. Em xin chào chương trình. Chào MC, thân thân của em. Chào bạn gái bên kia cùng toàn thể mọi người. Em rung quá. Rung gì? Thoải mái lên nào. Dạ, em là Đinh Kim Trí. Sinh Dương năm... Kim. Đinh Kim Trí. Đinh Kim Trí. Dạ đúng rồi. À. À, sinh năm 1984, 38 tuổi.
Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, làm việc. Ở quận mấy? Ở nhà em hộ khẩu thì ở Gò Vấp. Còn em thì làm việc ở quận 9 mà bây giờ là thành phố Thủ Đức. Trí làm gì Trí? Thì em hiện tại bây giờ thì làm hai công việc song song. Thì một là lái xe, tuổi nghề 20 năm. Hai là làm, em có nhận làm hỗ trợ các bạn giảm cân online. Giảm cân online hả? Dạ. À, là sao? Là... Trí ơi, chút nữa mình gặp nhau riêng nha. Tôi có nhu cầu giảm cân lắm à. Tôi đang tính nói bên đây nè. Tôi giờ cũng giảm cân nặng quá, khó chịu mà. Giảm hoài không được. Càng giảm nó càng lên, không hiểu sao. Thôi. Đó, tôi vừa làm MC vừa đi bán xà bông. Xà bông này của Quyền Linh. Xà bông rửa chén, xà bông giặt xả 2 trong 1. Giặt vừa xả, không xả không giặt cũng được. Xà bông rửa tay, xà bông lau sàn, xà bông Amity. Quyền Linh vừa sản xuất vừa bán. Bán ở các chợ truyền thống, lúc bán lúc không. Lúc rảnh thì đi bán xà bông, không rảnh thì làm MC. Thì đi bóng xà bàn. Bán xà bông, bóng xà bàn. Đây là Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu, hết mùi hôi, khô thoáng nách đến 72 giờ. Cái này thì không phải của Ngọc Lan bán nha. Cái này của nhà tài trợ ạ. Em xin cảm ơn. Ừ, cái này tôi kêu làm cái bảng đi, không làm. Đây là bộ quà tặng đến từ mắm Trí Hải. Một trong những cái gia vị mà không thể thiếu ở các bữa ăn của người Việt Nam. Đúng tên luôn á, tên Trí. Đây là một sản phẩm đến từ Vina KOA. Phần quà tặng chứ không phải sản phẩm nữa. Được không? Dạ, dạ được. Còn 20 triệu nữa. Sáng giờ được cầm 2 lần. Đây là một phần quà đó. Nãy giờ nghe anh Trí bên kia đó, anh nói anh có gia đình rồi 4 năm mà không có con. Dạ. Thì bây giờ coi như anh đã lỡ một con đò rồi đó. Dạ. Em có suy nghĩ gì không? Em nghĩ thì vấn đề đấy cũng không có quá có vấn đề gì hết, em thấy cũng bình thường. Nói chung là quan trọng là cái cách sống của người đó như thế nào và cái ý chí của người đó như thế nào trong cuộc sống, cách đối nhân xử thế thôi. Ý chí có rồi đó, thấy không? Dạ. Ok, vậy là được rồi. Tuyệt vời về cái điều đó. Rồi bây giờ mình giảm cân thành công rồi, mình mong muốn người bạn gái của mình như thế nào? Thì em đã từng là người bị kỳ thị về ngoại hình. Thì em về ngoại hình thì tất cả những cơ sở vật chất bên kia đều được tôn vinh. Em không quan trọng về ngoại hình. Dễ thương quá. Nhưng thật ra, thật ra mình nói cái câu kỳ thị thì nó cũng tội nghiệp cho người kia. Thật ra theo anh đó, nếu anh là người phụ nữ đó mà anh thấy một cái người mà to quá đi cũng được, đứng lên cũng không nổi, thật ra là cả cái tuổi thanh xuân người ta để hy sinh cũng khó em à. Thôi mình cũng đừng trách người ta nha. Em nhận lỗi với em à. Tất cả những ký ức là lỗi của em. Người kia không có lỗi. Thật ra mình cũng hiểu cho người phụ nữ ấy, bởi vì cả cái tuổi thanh xuân của người ta mà bây giờ cũng hy sinh không biết chừng nào em ốm. Đúng hơn là cái với cân nặng đó cũng không có làm tròn cái trách nhiệm của một người chồng đó. Sao làm tròn, đứng lên ngồi xuống không nổi mà. Dạ. Lương văn phòng với em hai người cộng lợi khá à. Mua đất đâu thành phố cũng lâu lâu chứ mua đất Bình Dương này kia nhanh à. Thí dụ vậy á. Đó là anh mở ra một cái con đường mà mình có thể cảm nhận được. Dạ. Bây giờ mình khoan nói là mình như thế nào cả. Tất cả hãy mở hết bài lên cho nhau thấy. Để mình cảm nhận nhanh nhất có thể. Đúng không? Em ở đang ở nhà với ai? Dạ em ở nhà của chị gái em ạ. À chị gái? Dạ chị gái. Rồi. Ở Bình Dương. Ở Bình Dương đúng không? Bình Dương dạ. Bây giờ lấy chồng rồi theo về chồng cũng được đúng không? Dạ được. Mà kẹt lắm mình mua nhà ở Bình Dương ở gần chị gái cũng được đúng không? Dạ. Thế ông chạy về đây thì ghé nhà gọi dắp ông già. Chạy về kia có bà chị vợ. Dạ. Có vợ nữa. Ở đâu cũng được hết trơn á. Đúng không? Dạ được. Đất Bình Dương giờ thật ra nếu mà hai chồng góp nhau mua cũng đơn giản, không khó đâu. Dạ. Với lương qua em ấy. Dạ. Đó. Với Bình Dương bây giờ phát triển mà. Trời, Bình Dương chuẩn bị lên thành phố trực trung ương. Khá à nha. Thậm chí giờ hai chồng làm được mua đại chiếc xe tải của mình luôn đi. Cái xe tải của em hả? Ủa vậy hả? Dạ. Chị mua làm gì nữa? Trời ơi ngon.
Tưởng đâu là lái thuê xe tải của mình luôn. Lái ở đâu cũng được. Cũng được. Dạ đúng rồi. Bình Dương khu công nghiệp quá trời. Đúng rồi, thậm chí giờ không cần lái cho ai về chở em đi chơi thôi. Bậy nha. Cái này thì cản nha. Mệt. Tốn xăng, tốn dầu mà nó không ra tiền nữa. Tự nhiên đi chơi bằng xe tải nó cũng kỳ ha. Muốn nhanh, muốn chậm cũng không được và muốn nhanh cũng không xong đâu. Dạ. Dạ. Tôi xin thông báo trong bảng mối quan hệ họ có rất nhiều cặp đôi. Sau một tuần bấm nút, họ đã đăng ký kết hôn. Là nhanh nhất có thể đó. Nhanh nhất có thể. Vậy cho em hỏi là cái công việc của anh đó, giờ giấc mình nó có ổn định không ạ? Hay là nó phải đi sớm về khuya nhiều ạ? Thì hàng của, mặt hàng của mình giao thì nằm trong cảng các lái. Và khách hàng là những công ty. Và họ nhận hàng giờ hành chánh thôi. Thì trước 5 giờ là mình phải giao hàng xong. Dạ. Và mình đánh xe về để mình nghỉ. Dạ. Tại vì thực sự là em lúc đầu là em cũng nói là cái ngành nghề thì thật ra ngành nghề nào nó cũng là tốt hết. Không có cái ngành nghề nào mà nó xấu. Nhưng mà em thì tại vì nếu mà làm chồng tương lai của em mà làm nghề tài xế thì em cũng khá là lo. Tại vì em thật sự là người kiểu như cũng tính hay lo á. Nên là nếu mà nhiều khi anh đi trên đường nhiều thì em cũng lo lắng nhiều. Lo cái gì? Nói chung là em hay tính, em hay lo lắm. Em ghen hay là lo? Không, em không hề ghen vấn đề về ghen. Tại vì em nghĩ là nếu mà người ta không chung thủy thì ở bất cứ trường hợp nào người ta cũng không chung thủy. Nhưng mà về vấn đề giống như là về di chuyển. Để ăn cháo quá. Mấy đứa ơi, vợ chú đòi ăn cháo không kìa. Cháo cho nó ốm chứ. Mập quá à. Thôi thì hai cũng, người tiếp đi. Thì cũng hy vọng thì mình cho nhau cơ hội. Dạ. Yeah. Thì nói chung ở trên này thì cũng không có nhiều thời gian thì cũng chưa có hiểu hết về nhau. Thì nếu mà vậy thì mình cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Đúng. Nếu mà thật sự nếu mà hợp á thì tiến tới thì rất là tốt. Còn nếu mà không được thì mình vẫn em vẫn muốn làm là bạn bè. Thì anh có đồng ý như vậy không? Nếu mà thực sự là nếu mà em và anh tìm hiểu mà không thực sự là không hợp á thì mình vẫn có thể là bạn bè được, vẫn chia sẻ được mọi không. Thứ. Không, cái này anh xin nói thẳng luôn. Quan điểm tình yêu của anh, một là tất cả, hai là không là gì cả. Chúng ta không quen được thì thôi. Thì nhà ai nấy ở thôi. Đơn giản. Dạ em tôn trọng những quan điểm là vậy đúng dạ, không? Dạ em quan điểm. Rồi, bây giờ mình nói rõ hơn. Bây giờ thí dụ như kết hôn với nhau. Dạ. Thì ở đâu? Thì em ở Bình Dương mà ở với ai? Bình Dương thì hiện tại bây giờ thì em chưa có nhà đâu. Nhưng mà em thành phố Hồ Chí Minh có nhà không? Ở nhà thì ở nhà của... Chưa bao giờ yêu thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ làm chiếc cầu nối đó để ghép những mảnh ghép đó để tìm tình yêu cho họ. Và ở trong chương trình này đã rất nhiều cặp đôi cưới nhau, yêu nhau, sinh con đẻ cái. Chúng tôi rất hạnh phúc điều đó và ngày hôm nay vẫn như thế. Ngọc Lan, Quỳnh Linh tiếp tục kết nối những cặp đôi. Bây giờ để xem cặp đôi nào sẽ bấm nút hẹn hò và kết quả ra sao. Quỳnh Linh chưa biết, quý vị chưa biết, Ngọc Lan chưa biết. Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. Wow. À, xin chào, trời ơi, hoành tráng quá. Để em nó dựa vô đây. Trời ơi, sao nó bự quá vậy? Nhà rồi, trai làm tôi tò mò quá. Rồi. Nhà trai ổn định chưa ạ? À? Ổn định. Mời nhà gái. Mời cô gái của chúng ta ngồi. Rồi, nhà trai mình giới thiệu đi. Mời... Chịu hết nổi hả? Rồi, về đây. Tôi lái xe tôi phải tập hát bài, hai bài chơi vui chứ. Khô khan lắm anh ơi. Khô khan lắm hả? Dạ. Nhưng mà tình yêu là phải lãng mạn nha. Dạ. Về em có khô khan trong chuyện tình yêu nha. Bên tay trái kìa. Đó. Rồi, bây giờ là những cái giây phút mà hai bạn phải cảm nhận lại những cái thời khắc vừa rồi trên sân khấu này. Chúng ta đã nói gì với nhau, chúng ta cảm nhận như thế nào về nhau. Bây giờ hai bạn sẽ lắng lòng mình lại và suy nghĩ một lần nữa cho thật là thấu đáo. Và sau đó thì sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Dạ. Nắm tay nhau nào. Nắm về nè, nắm về nè. Đó. Nắm chặt vô.
Bao nhiêu lâu chưa nắm tay con gái rồi? Chắc phải 2 năm. Mấy năm rồi đó hả? Mấy năm vừa qua toàn là nắm tạ không hả? Dạ đúng giờ rồi. Giờ nắm tay con gái thấy như sao? Nắm tạ với vô lăng không? Dạ đúng rồi. Tay nó chai hết rồi. Dạ, nó chai. Bàn chai, tay chai sần đó. Nhưng nó nhiều cảm xúc. Nắm tiếp đi. Nắm chặt vô nắm gì khác rồi. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chỉ cách cái hàng rào tình yêu thôi. Chúng ta nói lớn lên cho hai bên cùng nghe, cùng cảm nhận nha. Mời em trai. Dạ em xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và chào tất cả mọi người ở trường quay hôm nay. Dạ. Em tên là Phạm Quốc An, em đến từ vùng đất Thép Hành Đồng, Củ Chi. Em năm nay 32 tuổi, nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. An làm gì An? Hiện tại em là nhân viên kế hoạch vật tư, em làm việc cho nhà máy ô tô chuyên dùng Samco Củ Chi. Em làm ở Củ Chi hả? Dạ. Nhưng mà quê ở Bến Tre? Dạ, quê ở đất Thép Hành Đồng, Củ Chi. À, quê Củ Chi luôn? Dạ. Em hiện nay ở Củ Chi với ai? Hiện tại em ở với gia đình. Gia đình là với ba mẹ, với dạ, ai nữa? Ba mẹ, chị và một người em. À, lấy vợ về là có phải làm dâu không? Dạ, thì định hướng của ba mẹ là sẽ ở cùng ba mẹ. Nhưng mà nếu như trường hợp nhưng mà mình ở hối không hợp thì có thể là xin. Trí sinh năm 84, làm online giảm cân rồi tài xế xe ở quận 9, hộ khẩu Gò Vấp. Lý lịch trích ngang nhà trai vậy đó. Nhà gái nghe rồi ạ. Bây giờ thì tới nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, anh Quỳnh Linh. Xin chào. Và em chào bạn trai bên kia ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Minh Sâm, năm nay em 34 tuổi. Em đang là sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Và em là một nhân viên văn phòng. Rồi, bạn Sâm hả? Dạ đúng rồi. Bạn Sâm 34 tuổi, nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc tại Bình Dương ạ. À. Nhà trai nghe Sâm, rõ không ạ? Nghe Sâm là thấy khỏe rồi đó. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì Trí? Dạ thì em nghĩ thì ưu điểm của em có lẽ là kỷ luật. Kỷ luật? Kiên trì. Kiên trì? Là sao anh không hiểu? Em làm như quân đội vậy đó. Kỷ luật rồi kiên trì nữa. Mệnh lệnh này kia ha. Dạ. Thì khuyết điểm của em thì có lẽ là cái sự tự ti á. Cách đây khoảng 6 năm rất tự ti. Vì cái trọng lượng của em nó tới 170 kg. Trời đất ơi.